Thì mình nghĩ năm 2024 rồi các bạn, xu thế bây giờ nó lại chuyển dần về những chiếc xe tay ga như thế này. Đi về thôi. Chắc là dừng lại để quay sơ cho các bạn xem cái xe của mình xíu ha. Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình. Và mình là Ngọc Phước đây, tên Ten. Thì hôm nay là một cái vlog mới trên cái kênh của mình. Và đây là một cái xe cũng khá là mới trên cái kênh của mình ha các bạn. Nếu như các bạn có theo dõi cái nền tảng khác của mình đó, thì các bạn có biết là xe này mình lấy cũng hơn một năm rồi các bạn. Nhưng bây giờ thì trên kênh YouTube của mình, đây là cái video đầu tiên mình đi bằng cái xe này. Đây là chiếc AB125 đời năm 2023 các bạn. Có nghĩa là cái bảng này là bảng động cơ ESP cộng đó các bạn, không phải là bản động cơ thường như là những đời 2022 trở về trước, mà nó là động cơ mới ESP cộng. Và cái thiết kế của nó thì cũng có một chút thay đổi hơn. Nó chỉ là một cái điểm khác biệt nho nhỏ về cái phần đuôi xe các bạn, về cái phần dè xe sau đó, nên là nhìn cái xe các bạn tổng quan nó sẽ thanh thoát hơn một chút xíu so với việc là cái đuôi xe của cái AB đời cũ. Đây là cái xe của mình và mình đi hơn một năm trời rồi các bạn, mới chỉ có 6.500 cây thôi các bạn, mới 6.492 cây nè, là 6.500 cây thôi. Xe này mình rất ít đi các bạn, sau một năm rưỡi đi tour xa với xe này thì mình cũng mới đi sơ sơ vài cái tour nho nhỏ, đi về Đồng Nai và đi lên Sài Gòn thôi các bạn, quanh quanh đâu đó khoảng tầm 100 cây, 150 cây. Nói chung là nếu như các bạn muốn mình cảm nhận về cái xe này của mình á, sau một khoảng thời gian rất lâu sử dụng nó rồi, thì mình sẽ có những cái cảm nhận rất riêng và không phải là xe mượn, nên là mình sẽ đánh giá thẳng tay ha, có gì mình sẽ nói đó. Thì nếu như các bạn muốn á, thì mình sẽ làm một số cái video chi tiết hơn về cái xe này ha các bạn. Thì hôm nay vì sao mà mình lại lên video trên cái xe này, thì nhiều bạn lại nhìn tới đây các bạn nghĩ là Winner mình bán rồi hay gì mà mình lại đi xe này. Không có các bạn, Winner mình vẫn để ở nhà các bạn. Nhưng mà chiếc Winner của mình nó hiện tại nó đang có một số cái sự cố nho nhỏ về cái vấn đề là bạc đạn bánh sau. Thì hôm trước á, xe mình nó tầm khoảng 70.000 cây á, là mình đã bị cái bạc đạn bánh trước nó bị rơ các bạn. Thì mình đã thay bạc đạn bánh trước rồi, nhưng mà cái bạc đạn bánh sau mình á, hồi đó cái bạc đạn bánh sau của mình hồi đó nó còn tốt. Hôm rồi mình về nhà các bạn, và sau khoảng 102, 103.000 cây gì đó, mình cảm thấy cái bánh xe mình bị lắc các bạn. Và mình kiểm tra lại thì nó bị rơ bạc đạn rồi. Mình để xe đó ở nhà và tạm thời thì chiếc xe nó đang có vấn đề một chút xíu, nên là mình chưa kịp thay bạc đạn các bạn, nên là mình quyết tâm là mình đi xe này luôn. Thì hôm nay tiện thể trên cái đường đi làm về các bạn, cái đường đi làm về nó cũng khá là xa, nó hơi xa một chút xíu, nó khoảng tầm đâu đó 30 cây các bạn. Nên là mình cũng sẽ có một chút cái cảm nhận về cái chiếc AB này luôn cho các bạn. Có những bạn nào mà muốn mua AB, đang nhắm đến cái vấn đề là nên mua xe côn tay hay là mua xe AB, tại vì là hai cái giá tiền xe này các bạn nó xem nhau, thì các bạn nên chọn xe nào và các bạn nhu cầu các bạn như thế nào, thì hôm nay mình sẽ cùng tư vấn cho các bạn nhé. Thì trong tầm tài chính 50 triệu thì nhiều bạn đang thắc mắc là nên mua xe côn tay hay là mua xe tay ga để chạy cho nó sướng. Mình cũng nói luôn và là về tùy cái nhu cầu sử dụng của mỗi bạn mà các bạn sẽ chọn mua các loại xe khác nhau thôi các bạn. Ví dụ như là các bạn đi đường xa như mình nè, các bạn đi làm hàng ngày mà các bạn đi xa như vậy, các bạn một ngày các bạn di chuyển khoảng tầm 80-90 cây, hoặc là bạn nào đi xa hơn thì tầm khoảng 100 cây, bạn nào mà đi ít thì tầm khoảng tối thiểu là 60. Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn một chiếc xe côn tay. Vì sao? Vì cái độ khỏe của nó, cái độ đầm khi mà đi xa của nó rất là ổn các bạn.
Exeter cũng được, Winner cũng được, Sonic cũng được, Raider cũng được đó. Những cái xe côn tay đó vì cục máy của nó khá là ổn cho vấn đề đi chơi xa, đi tour xa và đi làm xa các bạn. Về cái việc mà các bạn đi xe tay ga các bạn, thì các bạn mình nghĩ là các bạn nên đi đường gần gần thôi, có nghĩa là các bạn đi cà phê cà pháo, đi quanh quanh trong Sài Gòn hay là đi quanh quanh trong thành phố thôi thì nó ok. Chứ còn mà cái việc mà các bạn cầm xe các bạn ra đường lộ như thế này á, thì đi chiếc tay ga thì nó hơi quá sức của một chiếc tay ga, thấy nó hơi bị hành đó các bạn, nên là cũng hơi xót xe một chút xíu. Nên là xe này mình ít khi mình đi làm lắm, tại vì là mình đi làm mình xót xe lắm các bạn. Cái xe này đi xa nó gào khá là to, và một cái vấn đề nữa đó chính là nó tốn xăng. Xe tay ga các bạn lúc nào nó cũng sẽ hao nhiên liệu hơn một chút xíu so với xe côn tay ha các bạn. Cho dù là các bạn có biết chạy xe côn tay hay không biết chạy xe côn tay nha, thì sau một khoảng thời gian các bạn biết chạy xe côn tay, các bạn thành thạo về cái xe côn tay đó, thì cái vấn đề tiết kiệm nhiên liệu nó sẽ hơn hẳn so với là đi xe tay ga. Như cái xe này đi hiện tại ha, mình đi tầm khoảng 2 ngày rưỡi là mình sẽ phải đổ xăng rồi. Mình đổ xăng một lần rồi các bạn, có nghĩa là 2 ngày rưỡi có nghĩa là sao? Có nghĩa là 3 ngày thì mình sẽ đi vừa lên vừa về là tròn là 3 ngày, có nghĩa là 6 lần di chuyển từ nhà mình lên công ty và đi vòng quanh Đồng Xoài nữa, thì sẽ khoảng 6 lần di chuyển thì mình sẽ đổ xăng một lần với chiếc xe Winner của mình. Với chiếc xe này á các bạn, thì mình chỉ được khoảng tầm 5 lần di chuyển thôi là mình sẽ phải đổ xăng lại rồi. Và cái mức đổ của mình nó sẽ tầm khoảng 90 đến 100 ngàn các bạn. Rồi một cái vấn đề nữa đó chính là về cảm giác lái và tư thế ngồi. Thì không biết có bạn nào mà đi chiếc xe như thế này nè, AB nói riêng ha, và xe tay ga nói chung nha các bạn, bị đau lưng. Mình không biết tại sao nha, mình đi xe côn tay các bạn, mình đi xa mình chỉ có bị ê mông thôi chứ mình không bị đau lưng. Nhưng mà đi những cái xe tay ga các bạn và trên chiếc AB của mình á, thì mình bị đau lưng các bạn. Không biết lý do vì sao, chắc là do cái tư thế ngồi của mình nó thẳng lưng hay là nó như thế nào đó, mà mình ngồi như thế này nè và mình mang thêm một cái ba lô đằng sau lưng á, thì mình đi xe côn tay mình không bao giờ thấy mỏi lưng hết các bạn. Mình chỉ bị ê mông thôi. Nếu như mình đi không quen, đi xa quá thì mình sẽ bị ê mông. Còn mà đi từ công ty về nhà như mình á, tầm khoảng 30 cây á, thì mình chả bao giờ mình bị ê mông cả, mình cũng không thấy đau lưng luôn. Nhưng mà đi chiếc AB này nè các bạn, thì mình đi xa mình lại cảm thấy mình bị đau lưng các bạn. Từ công ty về nhà thôi, tầm khoảng 30 cây thôi là cái lưng mình đã hơi tê tê rồi, hơi đau rồi. Chưa nói gì đến cái vấn đề là mình sẽ đi xa hơn nữa nha các bạn. Đi tầm khoảng 50 cây mà không nghỉ với chiếc này á, thì mình thấy là nó hơi đuối sức với tuổi già sức yếu của mình. Rồi, đó là về ba cái cảm nhận của mình. Sau khi mình chạy hai dòng xe, mình rút kết ra được như vậy, thì nếu như bạn nào mà đang có ý định mua xe tầm giá khoảng 50 triệu mà các bạn hỏi mình là nên mua xe côn tay hay là mua xe tay ga, thì mình chung quy lại một vấn đề như thế này cho các bạn. Đó chính là các bạn sử dụng cái xe đó trong cái điều kiện như thế nào. Nếu như hàng ngày các bạn đi xa như mình đi chẳng hạn, hàng ngày các bạn đi tầm khoảng 70-80 cây số, thì mình nghĩ các bạn nên bỏ qua những cái điều hoa mỹ của một chiếc xe tay ga và các bạn chọn thực dụng hơn, đó chính là một chiếc xe côn tay, thì nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề nè, nếu như mà các bạn chỉ đi trong thành phố không thôi, có nghĩa là không phải là yêu cầu thành phố lớn hay kẹt xe nha các bạn, chỉ cần là một cái thành phố thôi, hoặc là các bạn đi gần, các bạn không có ở thành phố cũng được, các bạn ở nhà cũng được các bạn, mà các bạn đi gần, ngày các bạn đi tầm khoảng 5-10 cây số, hay là các bạn làm công ty cũng gần, lâu cuối tuần, một tuần, hai tuần các bạn mới về nhà với ba mẹ, hoặc là các bạn mới đi chơi xa đâu đó mà không đi liên tục các bạn, các bạn đi làm các bạn chỉ đi tầm khoảng 5-10 cây số thôi á, thì mình nghĩ các bạn nên chọn xe tay ga, tại vì cái xe tay ga nó quá nhiều thứ, nó tiện lợi hơn chiếc xe côn tay các bạn. Và video sau đó, như các bạn cần thì mình sẽ làm nhiều cái video sau nói về những chiếc xe tay ga cho các bạn cùng biết ha. Thì mình nghĩ năm 2024 rồi các bạn, xu thế bây giờ nó lại chuyển dần về những chiếc xe tay ga như thế này, nên là mình sẽ làm nhiều hơn về xe tay ga cho các bạn cùng hiểu ha. Đó là một cái suy nghĩ của mình về cái xe côn tay hay là cái xe tay ga. Hy vọng là các bạn xem cái video của mình đó, thì các bạn sẽ rút ra được một số cái kinh nghiệm và các bạn hiểu được là khi nào các bạn cần một cái xe như thế nào để cho các bạn phục vụ công việc của các bạn tốt hơn ha các bạn. Rồi, ok, tạm biệt các bạn, bye bye.